Xin chào tất cả các bạn, mình là Kensuke. Lần này mình sẽ nói đến cái vấn đề của phiên bản mới này. Nó cập nhật một số sức mạnh của thằng này. Đây, vũ khí mới. Cái này sử dụng ability. Nói chung là nó phun lửa từ khiên ra hay sao á. Từ từ để thử coi. Ví dụ sử dụng cây kiếm khác thì chuyện đó có ra không? Không hề. Ủa, mình đang sử dụng cái nào vậy? Đây, nhưng mà khi mình sử dụng cây kiếm này, thấy không? Cho dù cầm bất cứ cái khiên nào nó cũng đều phun lửa khi mà ấn đỡ. Đây, để thử khiên khác. Không có khiên, xài đỡ cái này đi. Đó, sức mạnh của nó phụ thuộc vào ability. Nếu tăng ability nhiều với mặc đồ ability thì đam nó sẽ lớn. Và đó là ách chết cha, mang mang hồi mất cái khiên là xong. Ừ đúng rồi, nói chung á là cái này nó giúp cho, hình như trong bản cập nhật này nó còn làm cho cái tường của thằng này có mang cái Sephir vào và tăng tỷ lệ, có tỷ lệ sẽ làm tụi kẻ thù dính dầu. Và thế là mình cứ đứng như mình phun lửa vậy nè. Đó, thì nó sẽ có thể làm được mấy cái daily mission. Nếu nó bắt sử dụng lửa để kêu kẻ thù. Đó, rất là hay. Phun lửa, phun lửa. Cây kiếm này hồi nãy mình vừa mới lượm được. Nói chung là nó khá là cùi. Có 490% ability rồi, nhưng mà đây là set đồ dùng để farm gold nên cũng không quan trọng lắm. Nó được 15% tỷ lệ kìa. Lợi hại rồi. Rồi, đây là đồ farm gold. Rồi xong. Chắc chẳng còn cái gì để nói rồi. Thôi, video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.